Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây mộc hương ta hoa vàng, hàng phân khúc rất là bình dân ông ạ, hàng phân khúc bình dân nhá. Hàng này em sale giá cực kỳ rẻ luôn, giá rẻ sập chợ luôn đấy. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 hoặc 0969162214 cho em. Hàng này hàng nhỏ này cao cây 50-60 em nào, 20 này, 40 này, 60 này. Nhận tặng mà cao cây 50-60 phân nhá. Nhận tặng cây mà cao 50-60 phân, giá của nó sẽ là 75k cho đơn từ 100 cây. Các bác mua từ 100 cây sẽ được giá 75k nhá. Hàng cao cây 50-60. 20 này, 40 này, 60 này. Hàng mà cao 60 như này các bác mua từ 100 cây sẽ được giá 75k. Hôm nay em xả sàn, giá rẻ kịch sàn luôn đấy. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 cho em. Hàng nhận tặng là cây cao từ 55-60 đi. Cây này còn hơn 60 luôn, 20 này, 40 này, 60, con này hơn 60 luôn, 65 luôn. Là giá là 75k nha em xả hàng. Bác nào mà muốn bác nào có nhu cầu trồng cái hàng hàng ngắn ngắn này này thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Hàng này hàng nhỏ nhá, hàng này hàng nhỏ. Hàng nhỏ, thân gốc nhỏ. Cao cây 50 phân đến 60 phân nhá. Cao cây 50 phân đến 60 phân. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 giúp em. 0911451210. Hàng này hàng sale giá cực kỳ rẻ đấy. Vừa rồi vào trong hội hoa mộc hương ấy có mấy bác cảnh báo lừa đảo, không hiểu tại sao các bác ấy mua hàng các bác để bị lừa, xong là các bác ấy lên các bác phốt người ta. Nhưng mà thực sự là do mình tham rẻ chứ không phải là do dẫn đến cái hậu quả bị lừa. Cái cây mà vanh 678, vanh gốc 678, thoát thân 70-80, cao cây 1m4 mà các bác nghĩ là người ta bán cho các bác với giá 80.000 mà các bác bỏ tiền để các bác mua. Thế là bỏ tiền ra mua 100 cây, thế là bị lừa mất hơn chục triệu. Bỏ tiền ra mua 130 cây bị lừa mất hơn chục triệu. Chuyển khoản tiền cho người ta thì người ta không giao hàng. Bị lừa tiền ấy, bị lừa tiền. Xong chuyển khoản cho người ta không giao hàng. Các bác nghĩ gì mà một cái cây như thế mà người ta bán cho mọi người với giá 80k là mọi người phải đặt dấu hỏi luôn rồi. Là trước khi mình tìm hiểu mình mua mặt hàng gì mình đã phải đi vào trong các hội nhóm mình tìm hiểu sơ qua là xem giá bình quân người ta bán bao nhiêu, đi hỏi tham khảo hàng chục người, hai chục người đi xem giá bình quân người ta bán là bao nhiêu thì mình mới đặt mua. Một cái cây mộc nhỏ như thế này em đã bán 75-80 nghìn một cây rồi. Và trong khi cây to như thế mà các bác mua 80k các bác để cho người ta lừa. Chỉ có lừa thịt lừa thì những cái chỗ mà người ta bán thịt lừa thì mới có giá rẻ thôi. Chứ còn giá trị của cây nó phải đúng theo giá trị thực tế của cây, làm gì có chuyện cây cao cả 1,5 m mà giá 80.000 được. Bị lừa như thế là xứng đáng bị lừa luôn ấy. Đấy là tham rẻ. Đi hỏi giá của các vườn người ta báo giá thực tế thì lại chê đắt. Nô này em còn 700 cây nữa nhá. Nô này em còn 700 cây. Chọn cho mọi người cây từ 50-60 thì giá được sẽ được giá 75k. Còn nếu mà mọi người lấy hết thì giá sẽ lại rẻ hơn. Em còn 700 cây nhá. Nhận ship nhận đơn từ 50 cây, nhận đơn từ 50 cây. Bác nào mua từ 50 cây thì inbox Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Bác nào mà theo dõi livestream của em từ những ngày đầu năm đấy thì các bác biết cái lô này là lô bán giá rẻ nhất nhá. Lô này là em bán xả hàng thu hồi vốn. Thu hồi vốn thậm chí chấp nhận lỗ một tí xíu, bởi vì có những cây chuyến trước em đã được lãi rồi thì còn những cây đầu cái vườn này em ôm tổng cộng là 1.500 cây thì ở đây còn khoảng 700 cây thôi, thì những cây trước đã có lãi rồi thì nó sẽ bù vào những cây sau. Cây rất là đẹp luôn. Cây đảm bảo tiêu chí cây đẹp, cây đẹp khỏe. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Nhỏ nhỏ xinh xinh là có tán hết rồi. Nhỏ nhỏ xinh xinh có tán hết rồi. Về hàng này về xuống tống thôi. Về mọi người chỉ được xuống tống và trồng thôi ạ. Cây rất là khỏe và đẹp luôn. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911
451210 nhá. Đây là mộc nương ta hoa vàng hàng 1 tuổi nhá. 20 này, 40 này, 60 này. Mộc hương ta hoa vàng hàng phân khúc 1 tuổi ạ. Giá 75k một cây cho đơn mua 50 cây được giá này. 75k một cây cho đơn mua 50 cây. Bác nào mua hàng thì inbox Zalo số điện thoại em là 0911451210 nhá. Còn sang cái hàng này cây nó to hơn này. Cái hàng này cây nó cao hơn nhá. Hàng bên này thì cây nó cao hơn. Thì hàng bên này em đã bán hết 200 cây rồi. Còn đúng 100 cây nữa nhá. Còn đúng 100 cây nữa. Hàng bên này thì cây nó cao hơn nhá. Hàng bên này thì cây nó cao hơn. Em còn đúng 100 cây nữa. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này. Hàng bên này thì cao cây 70 phân đến 80 phân. Em còn đúng 100 cây nữa thì bán cho các bác. Tiến lại tưới cái này đi. Đánh bầu bé quá, cây này có biểu hiện hỏng rồi này. Nhà mày